Bộ Công Thương vừa ký kết luận kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy và Amway Việt Nam. Kết quả kiểm tra tại Thiên Ngọc Minh Uy cho thấy công ty này đã có một số sai phạm như sau. Thứ nhất, một số sản phẩm thực phẩm chức năng tại kho của công ty có nhãn gốc chưa đúng với nhãn gốc đã đăng ký với Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn sản phẩm và lưu thông hàng hóa chưa đủ điều kiện trên thị trường. Thứ hai, một số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của công ty ký với nhà phân phối không ghi đầy đủ thông tin của nhà phân phối theo quy định. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 2, điều 24, nghị định 42/214/NCP. Thứ ba, Thiên Ngọc Minh Uy chưa thực hiện việc đào tạo cơ bản, cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về việc bán hàng đa cấp và cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định cho toàn nhà bộ phân phối đang hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện trường hợp nhà phân phối không có tên trong danh sách đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp của công ty, nhưng vẫn được công ty cung cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 2, điều 24, nghị định 42/2014/NCP. Điều thứ tư, Thiên Ngọc Minh Uy không xuất trình được bằng chứng, chứng minh rằng công ty đã thực hiện được nghĩa vụ thông báo tới một số sở công thương đối với các lần sửa đổi bổ sung giấy chứng từ, giấy ký nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Lần thứ ba, thứ tư và thứ năm ở Hậu Giang, Cần Thơ, Phú Thọ, Bắc Ninh và một số địa điểm khác. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 17, Nghị định 42/2014/NCP, quy định chi tiết tại khoản 4, Điều 10, Thông tư 24/2014/TT-BCT. Điều thứ 5. Năm 2015, công ty đã không giám sát kịp thời để cho cơ sở Thiên Phúc, Ân Thi tại Cốc Ngang, Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên thực hiện không đúng nghĩa vụ hoàn lại tiền khi mua hàng hóa từ nhà phân phối theo quy định tại Điều 26, Nghị định 42/2014/NCP. Điều thứ 6, đối với các sản phẩm mỹ phẩm Kangidao, công ty cung cấp thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là cử nhân viên hướng dẫn cách sử dụng và sử dụng những cái sản phẩm massage cho khách hàng theo các liệu trình tại công ty hoặc một số đại lý của công ty. Điều thứ 7, Thiên Ngọc Minh Uy ký hợp một hợp đồng cấp một mã số khách hàng cho nhà phân phối nhưng cho phép nhà phân phối có nhiều mã số đơn hàng và hưởng quyền lợi theo chương trình trả thưởng đối với các mã số đơn hàng đó. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm P, khoản 1, điều 5, nghị định 42/2014/NDCP. Với kết luận kiểm tra nói trên, tùy theo tính chất của hành vi có dấu hiệu vi phạm, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan xử lý hoặc để tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền. Riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh triển khai quy trình xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, kết quả kiểm tra cho thấy công ty này đã không xuất trình được bằng chứng chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thông báo tới một số sở công thương đối với các lần sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và tại các tỉnh như Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Dương, Lào Cai, Long An, Hòa Bình, Hưng Yên và một số các tỉnh thành khác. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 17, Nghị định 42 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Amway Việt Nam còn thực hiện đào tạo kiến thức cơ bản cho nhà phân phối thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến tại website www.welcome2amway.com, nhưng chưa có biện pháp chặt chẽ để đảm bảo nhà phân phối theo dõi và nắm toàn bộ nội dung đào tạo cơ bản. Kết quả kiểm tra cũng chỉ ra rằng công ty vận hành các website thương mại điện tử bán hàng gồm website www.bodykey.vn, website www.luchilife.com.vn và website hỗ trợ chống phòng mập amway.com.vn, đồng thời cho phép nhà phân phối đặt trước các hàng thanh toán trực tuyến của website là website amway2u.com.vn. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã tiến hành thủ tục bổ sung hồ sơ để Cục Công Thương Mại Điện tử Bộ Công Thương phê duyệt. Bộ trưởng Công Thương cho hay, với kết luận kiểm tra nói trên, tùy theo tính chất của hành vi có dấu hiệu vi phạm, Bộ Công Thương đã chuyển tới hồ sơ cho các cơ quan liên quan để xử lý, tiến hành kiểm tra để xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo nêu rõ, riêng đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm về các quy định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý Cạnh tranh triển khai quy trình xử lý theo quy định của Luật Cạnh tranh. Kết quả xử lý sẽ được sớm công bố vào những ngày gần tới.